Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 24 tháng 4, giá tiêu thế giới ghi nhận giảm nhẹ tại Indonesia, trong khi đó tăng tại Ấn Độ, còn giá tiêu xô trong nước duy trì đà tăng cao. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 4, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giảm 6 USD trên tấn, xuống mức giá giao dịch là 4.572 USD trên tấn, giảm 0,13% so với phiên trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này giảm đi 8 USD trên tấn, xuống mức là 6.038 USD trên tấn, cũng giảm đi 0,13%. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil duy trì ổn định với mức giá là 4.450 USD trên tấn, sau khi tăng 150 USD trên tấn trong phiên trước. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g trên lít và 550 g trên lít duy trì ổn định ở mức 4.200 USD trên tấn và 4.300 USD trên tấn. Còn giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 6.000 USD trên tấn. Thưa các bạn, theo ghi nhận tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn cua chiến Ấn Độ, với hạt tiêu đen tại quốc gia này đã tăng thêm 3 rupee trên 1 kg so với phiên trước. Hiện giá hai loại mặt hàng là tiêu xô và tiêu trọn đang có mức giá là 580 rupee 1 kg và 560 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, hiện giá tiêu tại thị trường Ấn Độ đang có mức giá là 170.900 đồng và 177.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, ở trong nước, vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, ghi nhận lực bán ra không nhiều. Năm nay, nông dân có tâm lý giữ hàng nhiều hơn. Trong bối cảnh cà phê và các mặt hàng nông sản khác được giá, đời sống dư giả giúp người nông dân không phải bán ngay hồ tiêu khi mới thu hoạch mà có thể giữ lại chờ giá cao hơn. Tính chung trong quý 1 năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 57.000 tấn, trị giá 236 triệu USD, giảm đi 25% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Quý 1 năm ngoái, lực mua sau dịch Covid-19 của thị trường Trung Quốc giúp xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc. Năm nay mọi chuyện lại trái ngược, Trung Quốc giảm mua mạnh. Tuy nhiên, hồ tiêu Việt Nam cũng tăng xuất khẩu ở những thị trường khác mà vẫn giữ được mức xuất khẩu tương đối ổn định giữa bối cảnh nguồn cung liên tục bị đe dọa. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận ở các địa phương, giá tiêu duy trì đà tăng cao với mức giá được thu mua là 97.500 đồng tới 99.500 đồng 1 kg. Ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức cao nhất là 99.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức là 97.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu vẫn được thu mua ổn định quanh mức là 97.500 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức là 97.600 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức là 98.500 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức cao nhất là 99.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước cũng ghi nhận quanh mức giá là 99.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 99.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, cũng ghi nhận của chúng tôi, một số đại lý cũng đẩy giá hồ tiêu thu mua lên mức là 101.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên thì cũng có một số đại lý lại điều chỉnh giá tiêu giảm 1-2.000 đồng 1 kg tùy theo khu vực. Tiêu chung lại thì giá hồ tiêu trong nước hiện nay đang thu mua quanh mức là 98.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Funo TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.